trong khi chờ để vào năm sau. Đấy, có voi chờ thì đây chính là đang chờ voi. Chỗ nghỉ rất là hay. Đây, trạm trực số 6 nhá. Chỗ đỗ xe rất tuyệt vời luôn, có cả cây hoa giấy, mát mẻ cực kỳ luôn. Ngay bên đường. Khách sạn này là tầm cỡ vậy là nhiều sao hơn cả. Đây cây hoa giấy rất là thơ mộng này. Gấu đang chuẩn bị bữa trưa. Xe đạp điện đây, đấy, thấy chưa? Ôi trời ơi, kinh khủng luôn, đẹp tuyệt vời luôn. Lại có cả trạm trực để đây, trạm trực số 6 station 6. Đấy,